mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của SME Audio. Và ngày hôm nay SME Audio hân hạnh được làm một video review cũng như hướng dẫn cách kết nối của bộ dàn karaoke của anh Tiến có địa chỉ tại Gia Lâm, Hà Nội. Vâng, và video này thì em sẽ nhằm mục đích là gửi đến anh Tiến cách đầu nối để khi anh nhận được hàng thì anh có thể theo hướng dẫn sơ đồ anh có thể tự lắp được, cũng như mai sau anh hiệu chỉnh mà nó không được như mong muốn thì anh lấy video này để làm căn bản để anh chỉnh lại như cấu hình ban đầu. Và ý nghĩa thứ hai đó là làm một video để giới thiệu đến quý vị và các bạn cùng anh em chơi âm thanh toàn quốc về cách đấu lối cũng như tổng thể các cái thao tác để cấu thành lên một bộ karaoke, từ đấu lối bóc hộp, đấu lối test chất âm cũng như là đóng hàng. Vâng, xin mời quý vị và bạn cùng theo dõi hết video để cùng cảm nhận chất âm cũng như cách đấu nối và một số chi tiết phân biệt cũng như một số chi tiết lưu ý của dòng sản phẩm thương hiệu Teleoptic này, đồng bộ các chuỗi sản phẩm của Teleoptic gồm có một cục đẩy Teleoptic LA650 Pro, sản phẩm chạy 24 sò nguồn đồng có bu áp, một chiếc micro không dây M12 Teleoptic M12 Pro, và một dòng sản phẩm bắt sóng xa lựa tần số sóng sạch chạy 6 UHF. Và một sản phẩm tiếp theo đó là một chiếc nâng tiếng Teleoptic CB600, một phiên bản mới nhất sản xuất vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, quý vị và bạn có thể nhìn thấy ở trong lô sản xuất ở đây. Và thiết bị trung chuyển xử lý âm thanh đó là một chiếc Vanker lai số Teleoptic T8, một sản phẩm với khả năng chống hú khá tốt và tiếng reverb rất chuyên nghiệp, cổng quang input thì to. Bởi vì sao em nói là tiếng chống hú khá tốt, sao không nói là tốt đi, thì thực sự bộ dàn karaoke thì vấn đề chống hú phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là chúng ta đặt loa, vị trí đặt loa. Thứ hai là không gian phòng. Thứ ba là do hiệu chỉnh. Đấy, ba yếu tố rất là quan trọng để hiệu chỉnh cũng như để căn chỉnh làm sao để cắt rú rít. Khi chúng ta cắt rú rít thì cắt quá rú rít thì đương nhiên là cái khả năng rú rít của nó thì sẽ được hạn chế đi. Nhưng các cái giải tần số khi mà chúng ta cắt rú rít đi, cắt quá nhiều ấy, thì sẽ làm cái âm sắc của nó không được sáng, nó không được sáng, không được bay bổng. Thì sản phẩm nâng tiếng này sẽ giúp quý vị và bạn khai thác cũng như tối ưu được cái khả năng chống hú cho bộ dàn karaoke này. Và vâng, xin mời quý vị và bạn cùng tiếp tục theo dõi video để xem SME Audio review bộ này. Dạ vâng, sau khi bóc hộp thì đây là thành quả của chúng ta. Vâng, các thiết bị được xếp ngay ngắn. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn các bạn, quý vị và các bạn cách đấu nối bộ dàn này. Đây là trước mặt nhá, sau đó em sẽ can thiệp và xử lý sau. Và bây giờ chúng ta sẽ đấu nối phía sau. Tất cả sản phẩm đều được mặc định để về vị trí mới bóc hộp, nguyên siêu. Dạ vâng, và đây chúng thành quả của chúng ta là đây, tất cả sản phẩm được xếp lối ngay ngắn và cẩn thận. Chúng ta sẽ sắp xếp trên là bộ micro không dây, phía giữa là sản phẩm vang T8 lấy tín hiệu đầu vào từ TV hoặc cổng quang cắm xuống con vang này, và tiếp tục tín hiệu đầu ra của con vang
sẽ cắm xuống đường in của lưng tiếng, đường in của lưng tiếng, đường ao của lưng tiếng sẽ cắm xuống cục đẩy nha quý vị các bạn. Và bây giờ em sẽ quay đằng sau để hướng dẫn cụ thể hơn để quý vị các bạn có thể cảm nhận được cái nhìn trực quan hơn. Tất cả sản phẩm được bóc nguyên sim và với các cái dây dắt phụ kiện đi kèm theo em tặng cho quý vị và các bạn. Lên video này sẽ làm hơi dài một chút, mong các bác thông cảm. Và em xem sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. Đây dây nguồn mà các bác cắm vào đây nha. Các bác cắm vào đây. Ủa này của em hơi sắc, hơi cắt. Và tiếp tục các bác đầu dây loa. Các bác đầu dây loa thì dây thì nó khá quan trọng đấy. Các bác nên dùng các loại dây tốt để có chất lượng tín hiệu nó ổn định và tránh bị mù trong quá trình sử dụng lâu năm. Đó, các bác có thể dùng dây cài đấu vào dây cài hoặc là rắc dây cài hoặc là rắc ca lông. Rắc ca lông thì đấu vào 1 cộng và 1 trừ để vào rắc ca lông được đây. Đó, khi chúng ta đánh bra thì chúng ta mới dùng 2 cộng 2 trừ. Đó. Đây em bật ra. Và các phần nào mà em đấu dây như này thì em sẽ tua nhanh hơn một chút để đỡ mất thời gian xem của các bác. Đó, và chúng ta đã hoàn thành xong để đấu dây cài. Các thao tác này khá đơn giản nên các bác cũng ai có thể làm được. Vâng, và tiếp theo đó là chúng ta kết nối đấu trước mic đi. Đây, các bác đấu dâu vào mic. Dâu của mic. Tiếp theo là dây nguồn. Xem dây nguồn của này bình thường nhỉ, chất là quan trọng là chất âm bên trong linh kiện là khí, khí linh kiện và chất âm. Dây mic các bác kết nối từ sau chiếc micro cắm vào, bây giờ em sẽ cắm vào cái đường cổng một của con pha mic một của vang. Tiếp theo là sẽ cắm từ chiếc vang xuống lưng tiếng. Vang của số lưng tiếng thì các bác cắm vào đường MR và ML. Output của con vang sẽ vào input của lưng tiếng. Như vậy thì cả tiếng mic cả tiếng nhạc đều được phức đặt. Còn các bác đấu một chiếc lưng tiếng lên trên con vang thì chỉ khai thác được con lưng tiếng về cái chất nhạc thôi, còn chất mic các bác không qua được, không qua chất mic được. Và tiếp theo đây là đường output của lưng tiếng sẽ xuống input của cục đẩy. Video rất là chi tiết nên là hơi dài một chút, mong các bác thông cảm. Đó, chúng ta sẽ cắm xuống input của cục đẩy. Đó, về cái phần đầu ra thì các bác lưu ý giúp em là output của chiếc vang Teletic T8 này, output của nó sẽ cắm vào input của lưng tiếng và output của lưng tiếng sẽ cắm vào input của cục đẩy. Vâng, chỉ vậy thôi ạ. Đấy là phần kết nối đường ra. Đó, và em sẽ bó luôn cho anh Tiến về dây dắt vòng vòng xoắn vào nhau, bó luôn. Và tiếp theo tín hiệu đầu vào của phần nhạc thì bác cắm
từ điện thoại hoặc là TV hoặc là iPad gì đó thì bắt cắm vào AUX 1 cho em nhé. AUX 1 hoặc AUX 2, các bác lựa chọn một trong hai cổng, các bác nhớ lưu ý là chuyển cửa bên trên nhé. Và các bác dùng đây, em có tặng kèm một dây quang thì bác cắm lên TV để, hoặc là cái đầu giải mã thì sẽ cho tín hiệu âm thanh nó tốt hơn. Thì các bác lưu ý là em tặng dây quang này thì là dây quang loại tốt chốc xeo, thì các bác lưu ý là khi dùng thì các bác bỏ cái đầu này ra. Đó, đây đầu này là bảo vệ quang, nó đỡ bị bụi bẩn. Nhiều bác em tặng dây quang bảo là sao anh thấy chú tặng dây quang về mà anh không thấy không dùng được à? Thì em mới gọi điện video bằng Zalo, em hay hướng dẫn các bác bằng video Zalo mà. Thì các bác gọi video Zalo cho em thì bác bảo là tại sao không dùng được, thì em bảo là ôi bác phải bỏ cái đầu này ra này, bác bỏ đầu này ra thì bác mới cắm tiếp nối vào thì nó mới lên được tiếng. Đó, như vậy là các bác cắm đầu này thôi lên được tiếng đó thôi, bỏ vào cho bác thì không lại bụi. Bao giờ bác dùng bác bỏ ra xong, bác xem video này chắc là bác biết, bác tiếng chắc là bác biết. Và khi các bác đấu vào thì các bác bấm nút này chuyển cửa nhé. Các bác bấm nút này chuyển cửa, em giúp tạm ra để các bác nhìn rõ hơn này. Bấm nút này để chuyển cửa giữa AUX 1 giữa bông sen và cổng quang nhé. Giữa bông sen và cổng quang chúng ta sẽ bấm nút này để thay đổi. Và khi thao tác chúng ta bấm vào ấy, thì là cổng quang nhả ra sẽ là AUX, đây nó ký hiệu đây này. Đó, nhả ra sẽ là AUX này, bấm vào sẽ là cổng optical nhé các bác. Rồi bây giờ thì em sẽ dùng dây này để thử test tiếng, thì em sẽ bấm ra và em sẽ để nguyên vị trí này cho bác. Bật tiếng đây bác. Đấu vào đây thì bác kết nối. Và tiếp theo là chỉ là lốp dây nguồn thôi. Thao tác rất là nhanh để cầm bấm. Là viên thật là ngắn thôi. Thôi các bác nhìn thấy dài và các bác sợ không được xem. Và đây pin thì chắc hẳn các bác đều biết hết rồi, thì em xin phép là rút gọn cái phần pin không quay nữa. Bác xếp vào cái trật tự các bạn sẽ làm đây. Vâng, và cái đường mic này thì bác sẽ đấu vào cổng một cho em để cho cái dây mic ở đây thì để nó vang nó chèn xuống sẽ đẹp mắt hơn. Rồi, vâng, bây giờ sẽ là đến phần test thử demo cũng như đến cách hiệu chỉnh của bộ dàn karaoke đồng bộ Tinatic này. Xin mời các bác cùng theo dõi và xem. Và bây giờ chúng ta sẽ bật công tắc nguồn. Test các sản phẩm. Wow. Rất là thích mắt. Một lát nữa là sau khi em demo xong thì em sẽ thít các cái dây này vào để các bác cố định. Rồi, và bây giờ em sẽ demo ở trước nhà. Bắt đầu vặn hiệu chỉnh. Khi các bác dùng thì các bác sẽ có một cái tô vít để hiệu chỉnh. Và bây giờ em sẽ bật một bài nhạc để demo. Volume cục đẩy thì các bác để hướng càng to càng tốt nhá, hướng 12 giờ đó. Và các hiệu chỉnh thì các bác để nguyên, đây là chỉnh âm bát này, giọng ca này, âm sắc này, chép này, các bác hiệu chỉnh sao phù hợp với không gian phòng cũng như là tai nghe của các bác. Nếu như em thì em sẽ để cấu hình như này, không quá chói nó, tại vì các bạn nó phải phụ thuộc vào cái loa của mình nữa, loa full khác mà loa treo tường khác. Và bây giờ sẽ làm một chút để mua trước nhà đó. Tình xa long lanh.
phần nào hiệu chỉnh cơ bản của cái con lân tiếng chỉnh rất là dễ thôi, các bác có thể hiệu chỉnh làm sao phù hợp với không gian để các cái giải này, giải bát này, giải phần âm sắc này, giọng ca này, các bác có thể hiệu chỉnh. Rất nhiều video trước em đã demo rồi và hôm nay sẽ làm video em tự chỉnh rất là nhanh thôi để gửi hàng nhanh cho anh Tiến trong buổi chiều ngày mai. Vâng, vừa rồi là phần demo một chút chất nhạc cũng như là cách hiệu chỉnh qua một chút về cái phần nhạc và phần hiệu chỉnh của nâng tiếng. Và bây giờ sẽ đến với phần demo chất mic cũng như là cách hiệu chỉnh một chút chất mic. Xin mời các bác cùng theo dõi. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cách hiệu chỉnh về phần mic. Vâng, các bác sẽ hiệu chỉnh giúp em là phần delay repeat thì sẽ để ở mức 2 và 2. Độ trễ và độ lặp lại thì sẽ để 2 và 2 thì sẽ cho chất giọng nó rất là phô, rất là ngắn để có thể là tối ưu về chất giọng của mình. Và đặc biệt là lân thì reverb này ở mức 3 hoặc mức 4, ở đây em sẽ để mức 3, 2 hay 3. Thì như vậy hệ thống echo của chúng ta kết hợp với reverb sẽ tạo lên cái tiếng nó rất là ngắn về echo, nó phô chất giọng thật của chúng ta ra. Vâng, và hiệu chỉnh về phần volume to nhỏ của echo thì chúng ta sẽ để ở mức vừa phải, là mức tầm khoảng 9, giữa 9 và 10 giờ. Tùy các bác có thể là hiệu chỉnh nhiều vang hay ít vang, chúng ta có thể hiệu chỉnh ở đây. Và khi các bác dùng với những cái chất giọng mới hát thì các bác có thể hiệu chỉnh cái phần delay repeat này, phần repeat là 2 này, delay là 5 này, reverb sẽ là 2 này. Như vậy thì sẽ lịnh giọng hơn. Nhưng mà cái đuôi của echo nó rất là dài. Ví dụ em chỉnh ở 223 thì các cái mức alo nó chỉ là 4 khuông thôi. Alo. Đó thì nó phô chất giọng và nó sẽ thật tiếng hơn. Còn các bác hiệu chỉnh này thì đương nhiên khi chúng ta chưa biết hát thì phải cần nhiều echo. Thì chỉnh ở chế độ này thì các cái khuông, các cái quãng nhạc nó không chỉ là 4 nữa mà nó sẽ thành 6, 7. Alo, để nó dài ra thì mình sẽ hát hơn. Đó, thì các bác nào mà có chất giọng tốt ấy, thì em đưa ra sự tư vấn là các bác hiệu chỉnh 223. Còn các bác mới tập hát thì sẽ là 252 hoặc 253. Vâng, và em đã thường thì em sẽ hiệu chỉnh 223 để các bác, đại đa số các bác mình đã có cái sự trải nghiệm về âm nhạc rồi nên là rất là dễ hát hơn. Vâng, và cái phần bên cạnh các bác lưu ý ở các cái điểm đáng chú ý. Phần này phần X-Center là lân tiếng, các bác bấm kích hoạt để khuếch đại chất giọng của phần mic lên. Và phần này là phần cắt effect. Khi chúng ta phát biểu hội nghị thì chúng ta cần cắt hết effect thì chúng ta có thể là thao tác luôn trên mặt sản phẩm chứ không cần phải vặn nhỏ volume máy đi nữa. Đó, cắt effect luôn để chúng ta phát biểu. Và phần này là phần FVN, là phần chống hú. Các bác có thể là tính chỉnh thích hợp tính năng chống hú hay đang không chống hú qua lúc này. Đó. Và đây hàng trên là hiệu chỉnh bass trung chét của phần chất giọng của phần mic ạ. Thì các bác có thể hiệu chỉnh nó phù hợp với không gian phòng cũng như cái chất giọng của chúng ta. Các bác nào giọng ấm tiếng thì cho chét và cho lời tăng lên, vận nhỏ bass đi. Và quý anh chị em nào mà chất giọng mỏng thì vận nhỏ chét đi và tăng bass lên để có độ dày cũng như là không bị chói tiếng khi chúng ta vận nhiều chép. Và phần echo vang vọng thì các bạn hiệu chỉnh ở hướng, thường thì em sẽ để hướng giống phía trên, nó sẽ ở hướng 11 giờ, 12 giờ và sẽ ở giữa 12 giờ và 1 giờ ở hai cái nút chép này. Vâng, như vậy thôi, rất là đơn giản là em hiệu chỉnh qua về cái phần hướng dẫn các bác hiệu chỉnh về phần chất mic. Và bây giờ sẽ là một demo một chút chất nhạc. Chất nhạc kết hợp với phần micro để các bác cùng trải nghiệm.
một một hai, các bạn có thể nhận thấy tiếng lên cho rất là mềm mượt dễ hát, lời rất là rõ ràng, không bị trùng tiếng và ồ xì. Một hai ba bốn năm sáu, các sinh. Tình đời khi trong đi đêm, cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quên. Gặp thì người thơ làm như chẳng biết bao giờ, tình yêu xưa chỉ còn ở nhau ngừng. Cuộc đời khi có cho thôi, vừa rồi là phần demo chất mic của dòng sản phẩm này. Vâng, và nhiều bác bảo bên nhiều bác bình luận trên kênh YouTube bên em bảo là ông này hát tệ quá, hát chả hay thế nào cả. Nhưng mà thực sự em xin thông báo là bên đội kỹ thuật bên em thì rất nhiều người hát hay, tại vì anh em chuyên đi nắp phòng nên là hát rất hay. Nhưng bởi vì sao em muốn trải nghiệm cũng như đem đến cho các bác một cái chất giọng thật bằng bộ karaoke thật và tiếng nhạc rất là lấy rất là trực tiếp từ phần laptop bên cạnh này, thì sẽ có một cái sự review chính xác nhất và thực tế nhất. Dạ vâng, vừa rồi là phần demo chất nhạc, chất mic của bộ combo này, và em xin cảm ơn các bác thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng ủng hộ và theo dõi kênh YouTube của SMAC Audio. Các bác vui lòng bỏ ra ít phút để bấm nút like và nút đăng ký kênh ở phía dưới để theo dõi những video review đánh giá chia sẻ về các sản phẩm âm thanh của SMAC Audio. Vâng, và trong video này thì em đã review cách kết nối này, cách hiệu chỉnh để làm sao có một cái chất âm nó hài hòa cũng như là phù hợp với không gian phòng của bác Tiến trong bộ dàn karaoke này. Vâng, và một lần nữa xin cảm ơn các bác đã luôn tin tưởng ủng hộ và theo dõi kênh YouTube của SMAC Audio, và đặc biệt là đã theo dõi hết video này, một video rất là dài, một video review về từ A đến Z, cách đấu nối cũng như cách hiệu chỉnh. Bởi vậy nên là các bác đã xem đến video đến phút này thì em xin chân thành cảm ơn các bác một lần nữa. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một video tiếp theo. Đổi trang miễn phí trong vòng 45 ngày, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Hãy ghé thăm ngay SMAC Audio để lựa chọn những sản phẩm hoặc để lại số điện thoại đặt hàng tại phần bình luận phía dưới video này. Số lượng sản phẩm giảm giá và phần quà có hạn nên quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay để nhận được những ưu đãi. Xem chi tiết chương trình tại phần mô tả phía dưới video, truy cập website smacaudio.com.vn hoặc liên hệ các kênh mạng xã hội như Facebook, YouTube. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của các sản phẩm chính hãng SMAC Audio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của SMAC Audio. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.